xin chào tất cả và đến kênh Anh Tư Khải TV. Hả? Hôm nay đại hội gì mà gom lại quá trời đông vậy ta? Trời không biết tôi chơi, ta tôi fan này lại là để chuyện quýnh lỏng trời. What? Giận tí tôi. Nhắn nhẹ quýnh lại không? Không rồi. Thôi, mấy đứa hiểu làm cái gì á, để Tư hỏi là ngày nay là mấy đứa tới đây có chuyện gì không? Dạ em hâm mộ anh Tư cũng lâu rồi, chỉ lên mấy lần mà không gặp. Cái nay lên gặp cái muốn thách đấu một cái gì đó. Oh my god. Wow. À. Vậy là mấy đứa hiểu lầm rồi, người ta lên đó là hâm mộ với lại là sau đó là giao lưu thôi thì cũng được. Ngày nay thì anh Tư cũng rất là cảm ơn mấy đứa để đến nhà anh Tư chơi nha. Thì sau đó thì bây giờ mấy đứa muốn giao lưu cái gì nói đi. Dạ em muốn hỏi sở trường của mấy anh bên đây. À rồi em muốn hỏi em hỏi đi. Dạ, sở trường của em bên đây là hay nhất là cái gì? Anh hay nhất là đi cờ nhắc. Trời sở trường á, ta hỏi sở trường không phải cái tập. Ta hỏi sở trường mà là giỏi là cái bên môn gì? Để tao nói cho nè, sở trường của anh em mình là lê cá lóc nè. Ừ. Câu cá nè. Ừ. Đó hai cái đó, gì đó. Mà còn cái này anh em mình ngu nhất nè. Cái gì? Là đá banh á. Rồi, vậy bây giờ tụi em nguyên cái đại đội, dẫn nguyên cái đại đội hùng hậu nè. Có tiểu đoàn 307 tới đây nè để muốn solo cái gì? Dạ, tụi em banh. Lưu đây cái lóc thì không lại, tụi em muốn solo đá banh. Thông minh lắm. Hả? À, trời ơi, không biết vậy. Chết rồi. Cái đá banh là cái tên tụi mình đó, nó gà nhất luôn rồi. Bây giờ đá banh thì sao nữa. Bình thường của em là bách phát bách thua đó. Thì thôi ngày nay thì mấy đứa có ý kiến gì không khi mà fan ra cái điều kiện solo như vậy? Trời không có ý kiến gì vậy. Hả? Thì mình có lẽ để mấy đứa mà coi tem bạn giao đóng không chơi ha, để mấy fan bên đây bớt mấy người đi chờ. Thôi chọn thì đây là nói chung là fan hâm mộ cũng rất là nhiều nha các bạn, nhưng mà không phải bên đây không nha, thì cũng đa số là phần bên đây nha. Thôi thì bây giờ mình sẽ mời bạn nào mà sở thích qua bên đây á, cũng như thích cái tem mình á thì tự động qua. Rồi, em nào mà thích thì qua đây bớt. Ok, yeah. Ủa vậy giờ thấy bên đây nhiều hơn rồi. Ok, okay. Trời chờ vậy bên đây còn 3, 6, 7 người rồi, sao đá lại 8 người phải không? Thôi thì bây giờ mình sẽ ra giao lượt chơi như thế này đi. Thôi thì bây giờ mình giao vậy đi, thì không có mấy dịp mà fan hâm mộ đến đây thì mình sẽ làm một cái clip để kỷ niệm luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ giao thế này đi, thì mình mỗi cái bên mình sẽ chọn là 5 bạn đá banh trước đi. Rồi. Đó. Thì cái bạn nào mà mệt thì có quyền thay phiên nha. Và mình sẽ là tổng tài nha. Yeah. Đó thì bây giờ mình sẽ ra ngoài ruộng mình đá mấy đứa ơi. Đây. Trời ơi. Cha hồi 40 rồi, chỗ mình cũng có sân banh nhóc hay chắc muốn sân banh đá đi trời. Đúng, hợp lý. Anh Tư muốn la ruộng cho mấy đứa trải cảm giác mà lội sình thì kia nó vui hơn. Mấy bữa nay trời mưa giờ ruộng ngập nước luôn rồi. Đúng rồi, ra cửa đá. Vậy giờ đá ở đâu? Rồi, sân banh đó thì khá là đẹp phải không? Dạ. Thôi thì bây giờ mình sẽ chiều tem mình luôn các bạn ơi, tại vì cũng mưa bão các bạn thông cảm nha. Chứ mấy là mình sẽ dẫn cái tem tụi mình nó ra ruộng cái đá cho nó vui nha. Dạ. Thôi thì bây giờ mình sẽ đến cái sân banh để mình quay cho các bạn xem nha. Dạ. Đó thì ngày nay mình cái tem tụi mình nó sẽ đại chiến với fan hâm mộ. Các bạn muốn biết kết quả thế nào thì mời các bạn hãy xem hết video nha. Đi thôi. Đi thôi. Thì mấy anh em mình đã tới cái sân vận động thể thao mini rồi. Dạ. Đó thì cái sân này thấy cũng khá là rộng nè. Theo mấy đứa bây giờ đá khoảng bao nhiêu thời gian mấy đứa chạy nổi? Thời gian nha. Giờ đá cái tiếng đồng hồ giảm nổi giờ, giờ đá 15 phút một hiệp thôi giờ ơi. Đúng rồi. Khá là thích hợp tại vì mấy đứa con sáng chưa? Dạ chưa. Thì giờ đông quá thì mình không kiểm soát nổi nha, với lại nó không công bằng. Thì bây giờ anh Tư nghĩ là mỗi đội sẽ chọn là 5 bạn đá trước. Dạ. Rồi trong thời gian đó các bạn cái đội nào mà mệt thì có quyền thay người. Thay người thì có chúng ta giơ tay lên nha và mình sẽ là tổng tài ra hiệu lệnh là thay người nha. Đang đợi nào hết pin mới được là vô anh Tư ơi. Ok, rồi bây giờ mỗi đội chọn là 5 gương mặt mà đá giỏi trước đi. Đó, như vậy là cái gương mặt của mình á là đâu 5 bạn ưu tú đâu. Tí chuột của anh kia chứ vậy. Trời đổi qua đây nè, như vậy là tí chuột Hoa Ke. Hiệp chưa? Hiệp là để chụp anh còn bằng hữu với Quy Hoàng nha, còn cái đội mình. Còn cái đội bạn là 5 bạn này. Thôi bây giờ ở đâu người quá anh Tư không nhớ đâu, anh Tư gọi tạm thời đội em bên bên B đi. Gọi đội em bên A được không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ là mời tổng tài canh giờ nha. Thì trong vòng 15 phút là một hiệp một nha. Như vậy là cái hiệp thứ nhất thì cái đội của bên B là ở bên tay phải của mình nha. Còn cái đội bên A có tem mình là bên trái nha. Rồi mình sẽ giao bóng là cái đội nào giao trước? Em. Ủa đâu có công bằng mình phải tù tì chứ. Ủa chơi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không?
Dạ ok. Dạ đội mình phải ăn gọn, bây giờ bấm giờ, tụi tay bấm giờ nha. Thôi, giao bóng. Rồi. Thì ngày nay chúng ta chờ xem cái đội mình nó đá ba bông bánh lên. Đá ba bông lại cái đội bạn nha các bạn. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Giao bóng tiếp tục lăn nha. Cố lên, cố lên. Rồi, tay khác rồi. Ví dụ yếu rồi, đá lẹ lên. Bạn hú. Mày chỉ ngủ, chỉ chịu đựng luôn nè. Lẹ lên, lẹ lên. Rồi, đội mình phản công rồi. Quý Quang. Rồi. Cầu bên, cầu bên. Quá hay luôn, đội bạn đá khá là giỏi, tuy nhỏ thì đá khá là hay nha. Cố lên, cố lên. Cố vô, cố ra vô. Mày. Trời ơi, cái vô nó bự con lắm, trời ơi, lắm té. Đá lên. Nắm máu nó lôi lại. Ra đây nè bảo. Trời ơi, đội bạn đá cũng khá là bình tĩnh nha. Quá hay, quá hay. Rồi, bạn Hữu, chín lên. Chín lên, đó. Tấn công. Tấn công. Bỏ kè, bỏ kè, bỏ kè. Cố lên, cố lên, Quý Hoàng. Phản công, trọng tài đâu, tung vô đâu. Trời ơi. Như vậy là cái đội bạn cũng đá khá là ngang tàn ngang sức nha. Đội bạn tiếp tục, cơ hội, cơ hội. Chết trời ơi. Đó đó, đội bạn lấy bóng rồi, lẹ lên. Cơ hội, cơ hội, vậy chết trời ơi. Điếp qua, điếp qua. Quý Hoàng đang giữ bóng vào xuống. Chết. Trời ơi. Trời ơi. Khá là dễ dàng các bạn ơi. 1-0 nghiêng về đội của mình nha. Nhưng mà thời gian còn dài, mình bình tĩnh nha, cố gắng lên. Hay quá. Hay quá rồi. Chuyền quá. Bạn Hữu chuyền quá, hay quá tiếng chuột. Trời ơi, bắt bóng uổng quá, tấn công lên. Tấn công lên. Cơ hội. Rồi. Chết. Chết. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, không vào. Thôi đây là cơ hội của đội bạn nha, cố gắng lên, chia bầu lên nè. Trời ơi, không vào bạn, hết bóng rồi. Đâu? Bắn. Ôi, ôi trời quá, tổng tài đụng anh. Mình đụng anh lắm rồi, chết. Ôi, tổng tài Vinh nó đeo tụi mình các bạn ơi. Thế vàng tổng tài luôn. Thôi mấy đứa chơi đại lên, mấy đứa đừng căng thẳng nha, cứ thoải mái lên. Tấn công lên. Quá xuất sắc rồi. Tấn công, trời ơi, tiếc quá. Bóng chuyền hơi ngắn. Chết. Trời ơi, xem vô nó rồi. Chết. Rồi, 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 rồi. Như vậy đội bạn đang tấn công các bạn ơi. Đội bạn có phần nhỏ hơn so với đội mình nha. Đội bạn khá là nhỏ con cho nên bị cái đội mình nó lấn hiếp quá. Cố gắng lên, hết bánh rồi. Rồi. Nói bên lại đi. Rồi, đổi người bây giờ em vô phải không? Em vô thay cho bạn nào? Dạ, Phúc. Bạn Phúc ra rồi, 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 tiếp tục. Rồi. Rồi, hết bóng rồi. Như vậy đi, vọng lần thay người này là em sẽ cố gắng tìm bàn thắng nha. Rồi, hết bóng rồi. Cố gắng lên, trời ơi, xem vô nữa rồi. Đội mình có một fan này khá là nhỏ rồi đó, khá là giỏi giang. Trời ơi, không hiểu ý. Rồi, hết bóng rồi. Em lên. Như vậy là đội mình thay hết mấy người rồi. Rồi. Đó, xuống cơ hội. Ủa, cái này đổ bên đây, đổ bên đây hả? Trời trời. Rồi. Tấn công. Trời con mình xuống bóng rồi, chết xuống bóng rồi. Chết xuống bóng rồi rồi. Chết xuống bóng rồi rồi. Trời trời. Bỏ cái mình xuống bóng sao chịu nổi. Như vậy là bây giờ mình thấy ngang tài ngang sức rồi, cái đội mình nó thay toàn nhỏ vô không à. Rồi, thử nha. Mấy đứa cố gắng tìm bàn thắng nha, cơ hội cho mấy đứa này, lẹ lên. Đội mình á cũng khá là đẹp đó. Quá đẹp luôn, cuốn chơi quá đẹp luôn. Lẹ lên. Lên lên lên. Cú lắng người quá là hợp lý. Trời. Quá hay quá hay. Kéo áo nó lại. Tấn công lẹ lên. Rồi. Tấn công lên. Chết rồi, đội mình đang phản công nha. Trời bây giờ nhiều màu áo nữa biết ai cho à. Trời ơi. Anh Tư phải chạy theo rồi, giờ đội nào ném pin. Rồi bên đội của bên B nha. Chuyền khá là chính xác luôn. Rồi. Mình lấy rồi. Bây giờ mình thấy đội mình yếu yếu vô đây, đội này yếu quá. Phát triển chụp kìa. Rồi phát triển chụp lẹ lên, cơ hội ngang gỡ nha. Từ từ thử ngay, đá đại lên đừng có dễ. Cố lên, cố lên. Như vậy là hai đội bây giờ thấy ngang tàn sức rồi, cố gắng lên mấy đứa ơi. Hai
cái đội này thì bây giờ nhỏ nhỏ con à, giống nhau các bạn ơi, tấn công đè lên quá hay rồi, cơ hội trời ơi vẫn không được, tức quá đó, rồi cơ hội lụm đó, lụm đó, ai trời ơi xui quá các bạn ơi. Như vậy là cái khung thành nó từ chối bàn thắng rồi. Cơ hội tiếp tục lại lên, trời ơi. Đó, cố lên. Rồi, đội mình tấn công nữa rồi, đừng có vô nữa nha. Trời ơi, xem vô rồi. Xem vô rồi. Cú sút cực căng luôn mà không vào. Đi. Cố lên, dí lên. Argentino, trời ơi. Đội bạn có một phòng hậu vệ rất là tướng dũng mãnh nha, bự con ơi. Quá xuất sắc luôn, đá lên. Hồi nãy giờ sắp hết hiệp 1 mà chưa có bàn thắng tiếp nha, mấy đứa cố gắng lên nha. Sắp hết hiệp 1 rồi, gỡ đi. Gỡ lẹ lên. Rồi. Ủa cái quả này phạt rồi phải không? Phạt đạn phải không? Trời trời sao tự nhiên phạt đạn vậy hả? Trời ơi. Phạt đạn vẫn không vào. Cố gắng lên. Rồi. Hết được biết rồi. Tuột quần cái này lại, cái đá dữ quá, tuột quần lại. Rồi. Trời trời, đá ghê dữ vậy. Rồi hết bóng rồi. Bây giờ là quyền ném bóng đã thuộc về cái đội B nha. Trời ơi, rồi vô mặt Quy Hoàng rồi. Rồi cái bóng khá là căng luôn, ngay mặt Quy Hoàng luôn. Trời thủ môn này mình thấy khá là trống luôn, không có hậu vệ gì hết trơn à. Trời không về không dễ bảo. Chứ mình lên chứ vậy. Thời gian trôi sắp hết hiệp 1 rồi, nhưng mà cái đội bạn chưa tìm bàn thắng được các bạn ơi. Sút Quy Hoàng. Rồi hết bóng rồi. Bóng nha. Quả hay sút. Trời ơi, xếp vô nữa rồi. Hết bóng rồi. Chính xác luôn kìa, đá vô, vô. Trời ơi, thủ môn này khá là giỏi luôn. Trời trời, ra một cái kéo lộn giờ luôn. Wow, chính xác, chuyển lên. Chuyển lên, chuyển lên. Rồi, quá giỏi, chèo chính xác Quy Hoàng. Trời ơi, quá là tiếc luôn. Như vậy là bóng đã trở về đội bạn nha. Trời ơi, đá Trung Quốc, trời ơi, đúng không kìa. Rồi. Rồi. Ai tên nhờ. Cố gắng lên, cố gắng lên. Hay quá rồi, chính xác. Rồi. Do trời mưa khá là trơn trượt luôn các bạn ơi, nó ướt quá trời, nó trơn lùi à. Như vậy đội mình đang phản công, chạy quá là chống luôn. Wow. Rồi, rồi, tiếp tục lại lên. Mình đó bây giờ là giảm nhỏ nhỏ lại nha, cố gắng lên, bự quá rồi, đá lên hiệp ơi, rồi đá đi, mình không ngờ đội mình đá khá là giỏi các bạn ơi, 3-0 rồi, đội bạn chưa có bàn thắng luôn, cố gắng lên. Rồi. Bên này của đội bạn B vô bóng. Rồi đá lên. Rồi bóng được kéo lên, lẹ lên. Trời trời sao thấy đội B ai như vậy hả? Vậy là sao hồi chạy mình thấy cái đội B thấm mệt rồi các bạn ơi. Khá là thấm mệt luôn rồi. Rồi. Cố gắng lên. Đội bạn tấn công đại vô, cản giò nó. Bước ra. Tuột quần ra. Cố gắng các bạn ơi. Quá là chính xác. Sút. Trời ơi. Rất tiếc các bạn ơi. Cố gắng lên, hết rồi hả? Thôi. Như vậy là thời gian hiệp 1 đã khép lại với tỷ số quá là đậm mấy đứa ơi. A few moments later. Như vậy là sau một hồi nghỉ mệt thì phá từ. Đội em á, lần thứ hai này cố gắng nha, còn 15 phút cuối đó. Bây giờ theo có thể gỡ nổi không? Dạ nổi. Cố gắng nha. Cái gì sao? Còn đội của mình nó tiếp tục ngày nay mình quá thắng đậm, bây giờ em có thể thắng hiệp 2 luôn nổi không? Trời hiệp 2 hả? Em chỉ đứng đây em coi đồng đội em đá là thắng luôn á. Ê bậy mày. Nhưng mà cái hiệp 2 này thì có cái lực hơi khác nha, bây giờ mình sẽ cho toàn bộ lực lượng vô luôn. Thì cái đội em có mấy bạn? Dạ 7. 7 người phải không? Ok 7 người. Rồi cái đội của mình sẽ 7 người luôn nha. Đi. Khoan rồi. 1 2 3.
Như vậy hiệp 2 bắt đầu bạn ơi. Cố gắng lên. Như vậy là hiệp 2 quá trời đông người luôn rồi, cố gắng lên. Hết bóng rồi. Cố gắng lên, phát kè. Phát kè nãy chưa xuất vô tới nhậu lên, cố gắng lên. Cố gắng lên. Như vậy là bóng đang hết đường biên rồi. Bảo ai bảo vệ cho xuống lên, bảo vệ đâu. Rồi. Hết đường biên rồi. Như vậy là Quy Hoàng đã vào thay hiệp sĩ, tại hiệp sĩ cái giò nó bị si cầu e rồi. Quy Hoàng vào thay hiệp sĩ, cố gắng lên. Bạn ngủ đâu không? Cố gắng lên. Phát triển. Mình hy vọng cái hiệp 2 này cái đội bạn sẽ cố gắng tìm bàn thắng nha. Chứ nãy giờ đội mình dẫn trước 3 trái rồi. Sút. Như vậy là đội mình đã được hưởng phạt góc nha. Người ta không thấy cái bóng đâu chưa à. Tăng tốc lên, lẹ lên, thời gian sắp hết rồi, lẹ lên. Rồi. Cố gắng lên. Đội mình đang dẫn bóng nha. Tí chuột, chết, trời ơi. Anh Ba Ke một mình nói chuyện luôn thành nhưng mà vẫn không vào. Tại Ba Ke chưa ăn sáng. Chết. Cố gắng lên các bạn. Trời ơi, tiếc quá rồi đội bạn. Rồi đội còn của mình nữa các bạn ơi. Với cái đà này mình nghĩ đội bạn sẽ sớm là thua nha. Cố gắng lên. Quý Hoàng. Quý Hoàng đang dẫn bóng. Ba cầu thủ của mình đội bạn luôn tấn công. Chút Ba Ke. Trời ơi, không vào. Trời ơi. Đúng hàng Ba Ke rõ ràng các bạn ơi. Thật là quải trưởng các bạn à. Các bạn thông cảm với hàng Ba Ke hơi dở nha. Bạn ngủ xuống lên. Tiếp chuột. Tấn công. Rồi. Trời các bạn đang nắm bóng xuống đây. Các hỏi trời ơi. Như vậy là bạn ngủ đã chụp bóng thay cho Phát Triển. Phát Triển lên tấn công Phát Triển ơi. Đội bạn đang đá với cái tốc độ khá là chậm luôn, chắc là nghỉ thấp mệt rồi. Tại đội bạn đa số là nhỏ nhỏ hơn team mình nha. Cố gắng lên. Chạy lên mấy đứa, thời gian không còn bao nhiêu, cố gắng mấy đứa ơi. Cố gắng lên. Đó. Bạn cò quăng lên. Trời cái tay dưỡng quăng quá là sao luôn. Rồi cái bóng tới của tay Ba Ke. Giờ cho Ba Ke chắc không thành công nữa thôi, trời ơi. Liên tục là những cú sút của anh Ba Ke đã đời à. Qua khỏi công trọng không à. Để bóng qua khỏi đường biên rồi, cố gắng lên. Tí chuột. Ủa mày bộ tao luôn á. Cố gắng lên. Rồi, đội bạn nó phản công, cố gắng lên. Rồi. Lẹ lên, phản lên. Cơ hội cho đội bạn, rồi phản công. Rồi. Sút, trời ơi, xém vô các bạn ơi, đứt tiếc luôn. Cố gắng lên. Rồi, rồi, các bạn nó đưa cái giò dài quá lên. Trời ơi, xém vô rồi. Giờ Ba Ke hoặc góc ngang chuyện lẻ lên. Trời trời ơi, xém rồi. Mạnh hén nhỏ luôn rồi kìa. Cái này cú té khá là đau nha. Xuất lên. Trời ơi, hết bóng rồi. Như vậy là hiệp sĩ đã vô thay Phát Triển nha. Đội bạn thì hết quyền thay người. Tại đội bạn còn có 7 người phải không? Còn ai thay người nữa không? Em còn người nào thay nữa không? Hết người thay rồi. Trời ơi, cầm vô đại đây, mấy đứa sơ lơ có dậy suốt nè. Trời ơi, rồi. Thấy chưa? Như vậy cái trái này mới ai mới suốt, Quy Hoàng suốt vô phải không? Mi. Như vậy bạn này là bạn của Quy Hoàng nha. Tấn công lên. Đội mình không có vội vàng vậy bạn ơi, tại vì thắng quá là nhiều rồi. Đội bạn đang nỗ lực nhưng mà không thành công, cố gắng lên. Đó. Mấy đứa cứ bình tĩnh đi, đội mình thắng quá đậm luôn mà trời, bà ngủ nó bắt bành nịnh nó né. Trời ơi. Hết bóng rồi. Thời gian còn khá là dài, 9 phút nữa mới hết hiệp, cố gắng lên mấy đứa ơi. Chút lên. Đẩy lên. Trời trời, vẫn là đội của mình nha. Trời ơi, quá là sắc gắn luôn mà không vào.
hết bóng rồi. Rồi tí chuột đã đá chém giờ vào các bạn ơi. Chuột cho nào vô đá đi, đá đi, đá đi, đừng có thay nữa. Bây giờ thay và đội bạn đã không lại, đội bạn hết người thay rồi. Đội bạn hết người thay là mình không thay nữa. Cơ hội, cơ hội cho đội mình nữa nha. Chết rồi, bạn này khá là nhỏ nhưng đá khá là hay, dễ quá là giỏi luôn, giống Ronaldo luôn. Chết trời ơi, cú bom khá là cực mạnh luôn nhưng mà không đi đâu hết trơn à. Giao, trời ơi, trời ơi, thấy chưa, xém nửa tí chuột ra rồi, một nhân tố khá là bí ẩn. Đúng rồi, công nhận tí chuột nó đá một khúc rút quá là xa các bạn ơi, cực căng luôn, vô ngay không thành luôn. Ủa nghĩa là bây giờ chấp bọn em người nữa phải không? Chơi luôn, vô luôn, vô luôn, lẹ lên, gỡ còn hết giờ rồi, lẹ lên. Như vậy là đội bạn được một bạn là vô ngay cái giò khá là cao, tướng tá khá là giống dáng cao như bạn, hy vọng là sẽ tìm bàn thắng nha. Rồi 1, 2, 3, còn 9 phút lẹ lên, cố gắng. Như vậy là đội bạn đang đá dư người nha, đội mình chấp luôn. Bây giờ mình đá với tỷ số là 8-9 nha, cố gắng lên. 7-8, 7-8, 7-8, đá lên, chốt, chốt chuyền lên. Trời ơi, đội bạn vô tấn công đại đi, được rồi vui. Mình làm không khăn, không có đội bạn không lên các bạn ơi. Cố gắng lên, chuyền lên. Ôi rồi chúng ta. Rồi mặt lên, mặt lên. Cơ hội, cơ hội quý bạn. Bây giờ mình nghĩ đội mình sẽ sút xa nha. Chúng ta chờ xem cú sút dài dài của tiết chuột nha. Trời ơi, khá là căng nhưng mà xém chút xíu nữa vào các bạn ơi. Chuyện lên, lẹ lên. Thấp hết vào rồi. Tấn công đại lên. Trời trời, sao đội mình ở bên đây không à? Chặn bóng. Trời ơi quá giỏi. Ai đứng đây vô đi nha. Xem vô, xem vô. Nè, tranh thủ nè, sút nè. Trời ơi, vào nữa rồi. Chúng tay luôn rồi, phạt đền, phạt đền, phạt đền. Phạt đền, phạt đền. Như vậy là trái bóng này xém vô nhưng mà cái đội này cứu thua nha các bạn, bằng quả phạt đền. Khoan. Ơi bây giờ em chịu nổi trái bóng này không? Đội người con vô. Tại vì cái cự ly khá là gần rồi. 1 2 3. Trời, trời quá là dễ dàng các bạn ơi, tại cái cự ly khá là gần. Tấn công lên. Trời ơi, chết cơ hội. Chết, chết, chết. Chết, chết, chết. Cuối cùng cũng đã vào một trái rồi các bạn ơi, yeah. Trận đấu đang bùng nổ, cố gắng lên rồi, lẹ lên. Lẹ lên. Trận đấu đang bùng nổ, lẹ lên vô. Trời trời, sắp vô nữa, giờ này lẹ lên. Rồi, hết bóng rồi. Mình nghĩ thời gian không còn bao nhiêu nữa, đội bạn chắc cũng khó là gỡ các bạn ơi, cố gắng lên. Chết, chết, chết. Trời ơi, tiếc quá. Cố gắng lên. Chết, trời ơi, xem vô rồi. Còn bóng, chị quý bạn. Chết, trời ơi, bạn này quá là giỏi bạn ơi, trời ơi, dẻo một mình qua cái đống người luôn. Lên, 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 hay quá, trời ơi, té quá là đã luôn. Cố gắng lên. Xem vô lẹ lên. Chấp hết vào rồi. Gì vậy Minh? Ai mới vô người ta. Chấp trời ơi, xem vô nữa rồi. Ta bổng đại vô đánh đầu nè. Ta bổng vô đánh đầu cho đẹp đi. Rồi không ai đánh đầu được hết trơn à. Phát bóng lên. Cố gắng lên. Hay quá, đổi vô dài. Cái anh này vô dài. Chút. Chút. Trời ơi, tiếc quá. Chút. 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 Trời ơi. Trời còn có 3 phút nữa, lẹ lên mấy đứa ơi. Thời gian thì sắp hết rồi, mình hy vọng là đội bạn sẽ tìm bàn thắng nữa nha. Phạt góc lẹ lên. Trời trời không ai hết trơn à. Cố gắng lên. Rồi hết bóng rồi, đội bạn thì lên đây ít người quá cho nên nó không lợi đội mình nha. Chuyền đường dài luôn. Quá hay rồi, tiếp tục. Cơ hội. Trời ơi, tiếc quá. Cố gắng lên. Cố gắng lên.
Đó, câu hỏi số trời ơi. Câu hỏi tiếp tục lại lên. Câu hỏi số trời ơi vào đâu? Trời ơi. Liên tục những câu số nhưng mà không vào. Con đủ làm khó Thủ Môn nha. Sắp hết giờ rồi. Có. Rồi. Sốt lẹ lên, đá đây, đá đây. Ê, nó nhồi như cái chợ rồi ạ. Nó nhồi như cái chợ rồi ạ. Chúng ta chờ giây phút cùng này thử cái đội bạn có làm nên chuyện không nha, lẹ lên. Đá vô trái nửa cây xuống. Sốt, sốt, chà. Trái nửa cây xuống. Sốt, sốt, chà. Vẫn là bạn nhỏ này các bạn ơi, ra xuất sắc luôn. Cố gắng lên. Trời trời còn màu mè nữa. Con chiên dê đó. Để lên. Ước gì còn thời gian đội bạn nó sẽ tìm bàn thắng đó nha. Cố gắng lên. Rồi hết bóng rồi, để lên. Hết giờ chưa? Rồi hết giờ rồi các bạn ơi. Như vậy là lứt tiếc cho đội bạn nha. Ngày hôm nay đội bạn khá nỗ lực nhưng mà đã thua đội mình rồi. Như vậy là ngày hôm nay rất tiếc cho những fan này đến đã thua đội mình đó bạn ơi. Đó em phát biểu gì khi mình thua cuộc quá là đậm luôn. Tại đội em nhỏ nhỏ thua đội tư người thì bị chán rồi, không đá đội tư ra lực khác đi thử tụi em. Trời trời ra lực khác nữa hả? Sao mấy đứa giờ người ta nói mình bự con quá, trời mấy đứa sao mà cao quá, người ta lùn quá, người ta không lại nè giờ em sao? Em chấp hết, em chấp hết. Chấp luôn tư. Ok, thôi bây giờ thì cái trò chơi thì cũng có người thắng người thua nha. Thì bây giờ cái đội em coi như thua cuộc đây, bây giờ anh Tư sẽ thử lại một lần nữa là cái kiểu này đi. Bây giờ mình sẽ chọn là 5 bạn giỏi nhất để đá phạt đền nha. Rồi. Nhưng mà đá phạt đền anh Tư có lực của anh Tư nha. Rồi bây giờ sẽ chọn là 5 bạn. Ok. Khoan khoan, bây giờ trước khi vô là mình sẽ giao lực nha. Mỗi bạn đá phạt đền đứng đây phải xây 3 vòng hoặc là 5 vòng nha. Mình nghĩ mấy vòng ta? 3 vòng đi Tư. Mấy vòng? 3 vòng đi Tư. 3 vòng. 5 vòng. Đây là thử thách luôn nha. 3 vòng cho nó chóng mặt quay cho đá cho nó đã nha. Rồi quay quay quay. Đứng quay đàng hoàng nha. Quay 3 vòng đi. Ừ. 1 2 3 Đây là trải nghiệm vui thôi nha các bạn. Rồi. Rồi mình đã trước đi 1 2 3. Trời ơi vô rồi. Rồi rồi như vậy là đội mình được một trái rồi. Rồi bây giờ là đội tới đội của bạn nha. Hy vọng là sẽ hòa nhau nha. Rồi bây giờ là đội mình ai ai cử ra đây? Ai người đá trước? Thôi bây giờ đội bạn mà. Đụng vô lấy hơn nè. Rồi đội bạn cố gắng đi nha. Quay 3 vòng đi. Trời ơi mập quá, quay chừng chóng mặt em ngồi xuống luôn à. 3 Rồi. Xây anten rồi, cố gắng nha. Trời ơi, không giận bạn ơi. Huy Hoàng bắt cá là xuất sắc luôn. Mày đánh tao, mày không biết tao rồi. Mày đánh tao rồi. 1 2 3 rồi. Trời trời, Thủ Môn nhỏ xíu vậy. Em cúi tao chưa? Trời không giao, hay hay hay. Như vậy là tỷ số được cân bằng nha, cố gắng lên nha. 1 2 3 Thôi. Trời ơi. Sao vô được? Trời ơi. Như vậy là cái đội này bác có hai trái không vào cái nào cho phải không? Đội mình hai trái vào một trái. Em chấp đâu bạn, em quay 5 vòng luôn á. 5 vòng phải không? Ok. 1 Đá 5 trái nha anh Tư. 2 Mày có con cái 3 Chết rồi chết rồi. 4 Cho vòng nữa vòng nữa. 5 vòng rồi trời, này thấy được không? Thôi chóng mặt thiệt. Chóng mặt rồi cho nó té nè. Xuất. Thấy chưa thấy chưa. Thấy em 3 vòng. 3 vòng đi. 5 vòng anh Tư nghĩ em đứng không vững đâu. Rồi, chuẩn bị nha quý bạn. Xuất, cố gắng lên. Trời ơi, đá lực yếu quá sao thắng nổi. Cuối để quân đá. Để xe đá nha. Hiểm vô chung vòng đi. Không, bây giờ đội mình bây giờ 5 vòng đi. 2 5 vòng nha. Đội mình tại vì mình thấy khá là chơi lại cho nên mình 5 vòng luôn. 5 vòng chưa? Rồi, rồi. Rồi, em tên say rồi, cố gắng lên nha. Xỉu rồi. Cố gắng lên. Trời ơi, vẫn là vào các bạn ơi, đội mình khá là giỏi luôn. Như vậy là đội bạn thấm mệt cho bạn này xưng phong đá nữa nha, 3 vòng. Rồi, cố gắng lên nha. Còn vòng nữa không, sẵn rồi. Chuẩn bị, xuất. Không vào, trời ơi, Huy Hoàng bắt khá là dễ dàng luôn. Thôi như vậy là khỏi cần đá nữa, chúng ta không biết kết quả rồi.
Các bạn ơi, thì như vậy ngày nay mình giao lưu bóng đá với fan hâm mộ thì cuối cùng những bạn fan lứt tiếc là đã thua cuộc nha. Em có phát biểu gì không khi mình đã thua cuộc? Thì em đến đây chỉ giao lưu thôi, thấy anh Tư đá banh gì là vui rồi, em có mong lần sau. Ok, Quý Hoàng, em đá khá là giỏi rồi, có phát biểu gì không? Không Tư ơi, em bạn đá cũng có cố gắng nhưng mà vẫn thua Tư ơi. Ok rồi, thôi mình chỉ giao lưu chơi thôi thì mong mấy đứa sẽ làm bạn với nhau nha, bắt tay đứa ơi. Tay. Để em với bạn này bắt tay là dữ nhất mà. Thôi các bạn ơi, thì ngày nay mấy em mình chủ yếu là giao lưu với fan hâm mộ để vui thôi bạn ơi. Nếu bạn nào yêu thích video hãy cho mình một like, một ký, một chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nữa nha. Bye bye, tạm biệt các bạn. Bye bye.